Kính chào quý vị khán thính giả chương trình Nguồn Sống, Hỏi Đáp Về Đạo Chúa. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ đặc biệt của Đài Truyền Hình Việt Today và với sự linh hướng của Linh Mục Du Sa Nguyễn Văn Thư. Xin chào đón quý vị đến với chương trình hôm nay. Kính chào cha, thưa cha. Cảm ơn, chào anh Tuấn và xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, thưa cha. Trong một chương trình trước đây thấy cha nói chuyện với cha Chánh rất là vui vẻ. Cha có thể sơ sơ một chút xíu cha vui vẻ như cha Chánh không thưa cha, hoặc là như những lần trước không? Chắc ai cũng công nhận cha Chánh vui vẻ, tôi cũng ráng giống ngài mà không biết có giống được bao nhiêu chứ không biết. Lý do mà con hỏi cha là có vui không thưa cha, bởi vì trong những tuần vừa qua chương trình nhận được một câu hỏi mà nó cũng ngược lại với vui vẻ, đó là đau khổ thưa cha. Có người hỏi rằng Thiên Chúa rất là quyền năng, Ngài thương dân của Ngài lắm lắm, thương cả mọi người, nhưng tại sao vẫn có những sự đau khổ trên trần gian thưa cha? Cái câu hỏi này được đặt ra từ bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà nói đến một đấng tạo hóa uy quyền dựng lên người ta mà sao để khổ như vậy, người ta đã hỏi tới hỏi lui rồi. Nhưng mà nếu mà những người con Chúa đã có dịp đọc sách thánh, đọc về những cái giáo huấn của giáo hội thì nghe giảng thì chắc nó cũng đã biết được một phần rồi, chứ không đến nỗi đâu. Có điều là chúng ta đều thấy ở trên trần gian này đó, cái vui nó ít lắm và nó lẻ lắm. Cái đau khổ, cái buồn thì nó nhiều và nó kéo dài lắm. Tôi nhớ có cái bài hát gì, ngày vui quá mau, ngày dài, ngày buồn sau kéo dài đó. Thì nó là thế này, thì hãng nói về vấn đề thần học đã. Thì cái sự đau khổ là cái kết quả, là cái hệ lụy không đẹp của tội nguyên tổ. Trong Thánh Kinh nói rõ như vậy. Cho nên là chúng ta phải chấp nhận. Có người sẽ thắc mắc là ông bà nguyên tổ phạm tội, tụi con là con cháu ở mãi sau này mắc mớ gì. Đúng vậy thưa cha. Bắt chúng con như vậy. Yeah. Nhưng mà Chúa định như vậy thì mình biết vậy thôi. Yeah. Cũng giống như người Việt Nam có câu là tại sao cha mẹ ăn mặn mà con phải khát nước. Đấy, tại sao vậy? Ở trong Thánh Kinh thì nói rằng là cha ăn nho chua thì con ghê răng. Buồn cười thế đấy. Thế nhưng mà không sao, là cái gì nó cũng có cái giải đáp. Thật sự là khi mà chúng ta hiểu rằng ông bà nguyên tổ đã để lại cái hệ lụy đó đó, thì là con người đó. Tôi ví dụ như là bên nhà Phật đó, thì nói đời là bể khổ này. Sinh này, bệnh này, lão này, tử này, đều làm cho người ta nản quá. Thế nhưng mà đây là nói đi, nói lại đó. Thì nó lại có cái điểm hay ở chỗ này. Tôi ví dụ nhé, anh Tuấn từ từ đến cái tuổi nào đó, lớn tuổi một chút, nó sẽ ra cái bệnh này, ra cái bệnh kia. Cái cơ thể của chúng ta nó đâu có dẻo dai mãi được, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thử suy nghĩ theo cái nhìn siêu nhiên đó, thì nó phải có những cái bệnh tật như vậy, những cái phiền toái như vậy, để chúng ta mới hiểu đời người của chúng ta là nó chỉ có giới hạn thôi. Nó tương đối thôi. Tôi ví dụ bây giờ một ông tỷ phú nào đó, ông có tiền, ông có mua được những thuốc nọ thuốc kia, trường sinh hay là không bao giờ bệnh nọ bệnh kia đó, không chết đó, thì chắc là chẳng có ai nghĩ đến thiên đàng, chẳng có ai nghĩ đến đời sau. Mà nhất là những cái người mà đã giàu, là đã có quyền thế đó, mà chẳng hạn như là những nhà độc tài đó, thì chúng ta chắc chết hết quá. Đấy. Cho nên là có khi Chúa cũng để như vậy, để cho chúng ta đừng quên rằng chúng ta là con người yếu đuối mỏng giọt, nghĩa là một thời gian nào thôi sống ở trần gian, rồi phải rời trần gian để về với Chúa trên thiên đàng. Nhưng mà cái vấn đề nó rõ ràng là nếu chúng ta sống tốt đáng thưởng thì được thưởng, nếu chúng ta sống ác thì là sẽ bị phạt. Đó là cái điều nó đi với nhau. Mà khi nhắc đến vấn đề đau khổ trên trần gian đó, thì trong Cựu Ước có nhắc đến câu chuyện của ông Job. Đúng rồi. Tại sao Chúa lại cho phép cái thử thách, những cái đau khổ, cái sự dữ xảy ra một cách khủng khiếp như vậy thưa cha? Vâng,
Cảm ơn anh Tuấn đã nhắc đến cái câu chuyện ông Job là một cái cuốn sách riêng của Thánh của Cựu Ước. Dạ. Đại khái là kể rằng cái ông đó có vợ đẹp, con khôn, có của cải gọi là rất là đặc biệt, giàu có đó. Yeah. Mà lại thờ Chúa rất là đàng hoàng. Thế thì trong sách thánh đó, đó là ma quỷ đó. Nó mới nói với Chúa rằng, à, gọi ông Job rằng là cái ông bạn của Chúa này, nó thờ lại, nó trung thành với Chúa là vì nó được mọi cái thế này. Chứ tôi nghĩ, nói với Chúa đó, nếu mà hắn ấy bị gặp những khó khăn, khổ sở, chắc là hắn bỏ Chúa quá. Chúa ấy bảo là mày nói bậy, đại khái vậy đó, mình nôm na nói vậy đó. Thế đó xin phép là cho con thử, xem để cho hắn ấy bị khổ, chúc xem hắn ấy có còn thờ Chúa không. Hay lắm, câu chuyện nó cũng hơi, hơi là có cái ý nghĩa giáo dục lắm. Nhưng mà Chúa nói là thử nó thì thử, không được giết nó. Thấy không? Thế thì cuối cùng Chúa cho phép. Đây là cái chuyện này là chúng ta phải nhớ rằng trên trần gian là Chúa cho phép những cái sự gọi là trái ý thánh giá, những chuyện mà phiền muộn xảy ra. Chúa cho phép chứ không phải là Chúa muốn đâu. Chúa cho phép xảy ra. Thế thì Chúa cho phép thằng quỷ nó làm cách này cách khác ấy, để bao nhiêu đứa con của ông chết hết, rồi tài sản của cả chiên bò bị cướp hết, chính bản thân ông bị như gần như là phong cùi đó. Đấy, cho nên là kể cả các số bạn bè cũng bản thân á, dạ, bỏ đi cũng trách hay bỏ đi nó là mày còn thờ Chúa làm chi nữa, Chúa không tốt với mày. Dạ. Kể cả vợ ông nữa, thấy không? Đại khái là cái kiểu như là cũng nhiều như là muốn bỏ ấy. Dạ. Đại khái vậy. Thì trong những lúc đầu đó, ông ta hoang mang sợ hãi chán nản đó, ông ta cũng phàn nàn, thà tôi chết cái ngày tôi mới sinh ra rồi, thà thế nọ, thà thế kia, vân 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 vân. Nhưng mà dần dần đó, là có cái sự đối thoại với Chúa, tôi thì tôi hiểu là có cái sự cầu nguyện. Yeah. À, tâm sự với Chúa, dần dần Chúa mới hướng dẫn soi sáng, nó thế này, nó thế này, nó thế này. Kể cả những cái lần mà nói chuyện với các bạn đó, lúc đầu nó thế này, dần dần cứ lạc quan hơn. Đấy, và cuối cùng Chúa mới khen là ông ta đã biết mở mắt ra để nhìn cái bàn tay của Chúa thế nào đối với cuộc sống của nhân sinh. Yeah. Cho nên là Chúa mới, sau khi đã kết thúc cái câu chuyện đó, yeah, Chúa mới nói với Satan là đấy, thấy không? Hắn có bỏ Chúa đâu, vẫn thờ lạy Chúa, vẫn trung thành với ta, cho nên ngươi phải bù lại đi. Cho nên cho ông ta lại được giàu có hơn cũ. Và trong Thánh Kinh nói rõ, buồn cười lắm, cho ông ấy sanh một số con gọi là ngoan và là xinh đẹp hơn những người con cũ đó cơ. À, chắc chắn là cái hồi xưa tôi nhớ là đọc những cái tích truyện học hỏi về đạo đức ấy, gọi là Thánh Gióp, mặc dù là Tân Ước không có chính thức phong thánh, nhưng mà gọi là Thánh Gióp, tức là một cái người đã yeah, sống. Thì đó là một cái câu chuyện, cái ý nghĩa rất là thâm sâu và hay về vấn đề đau khổ. Tức là cha nhắc đến là Chúa cho phép đau khổ đến thử thách chúng ta, để thử thách đó là người, cái chuyện rõ ràng. Nhưng mà nếu con người mình vẫn bám lấy Chúa, vẫn tin tưởng vào Chúa thì Chúa sẽ bù đắp sau này. Đó là cái bài học và cái lời khuyên cho tất cả mọi hoàn cảnh. Yeah. Chúng ta dù là thế này, mất việc, trong gia đình gặp khó khăn, hay là kể cả thân xác đau ốm, hay là bạn bè bỏ rơi chúng ta. Nhưng mà con thắc mắc là không biết là Chúa thử thách ông Job bao nhiêu lâu, một tháng, một năm hay là năm, mười năm. Tại vì con nghĩ rằng cái sức chịu đựng của con người có giới hạn. Chúa thử thách, nhưng mà nếu mà Chúa không ban ơn để mà mình vượt qua cái thử thách đó, thì làm sao mình có thể vượt được thế? Cái câu trả lời là ở cái lời của ông Thánh Phaolô đó. Yeah. Chúa nói, ông Thánh Thánh nói thế này: Chúa không bao giờ bắt chúng ta chịu đựng quá sức của chúng ta. Yeah. Tức là Chúa có gửi thánh giá đó. Yeah. Nhưng mà thứ nhất là không có như là chúng ta là con người gọi là tương đối, Chúa không mà là quá mạnh tay là một. Yeah. Thứ hai là Chúa luôn luôn nâng đỡ. Nếu chúng ta biết đến với Chúa, biết cầu nguyện, biết nhìn lên đó, thì cái vấn đề nó sẽ khác ngay. Yeah. Khi mà đang nhắc đến vấn đề mà hy vọng và những cái đau khổ thử thách,
Thì xin phép cha cho con được nhắc đến một cái chuyện khác, đó là chuyện nạn hồng thủy vào thời của ông Noe. Tại sao Chúa lại gửi đến một cái đại hồng thủy để mà xóa cả Kinh Thánh nói rất là rõ, cái thế giới? nhân loại đa số tệ bạc. Cái thứ nhất á, là bỏ Chúa, đi thờ những cái thần vớ vẩn. Cái thứ hai, không có thương yêu nhau, ích kỷ quá sức. Cho nên Chúa mới, trong Kinh Thánh nói, Chúa hơi hối tiếc đã dựng nên nhân vũ trụ và loài người thế này thế này. Cho nên là Chúa mới nhất định lần này sẽ phải thanh tẩy, chỉ để cho một gia đình được sống sót thôi. Ông Noe đó, tức là tiếng Anh là Noah đó. Ông ta, bà vợ và ba cậu con trai và ba người con dâu, lúc đó cưới thế nào đó chưa có con, tức là tám người, tám người được cứu thoát. Tức là cũng là đặt cái vấn đề Chúa thử thách đã vậy, nhưng mà đến lúc mà nhân loại quá đáng rồi đó thì Chúa trừng phạt. Và tôi dùng cái chữ là thanh tẩy là đúng nhất. Chúa thanh tẩy tức là để cho người ta thấy rằng Chúa dùng cái cơn cơn lụt lớn đó để tiêu diệt loài người. Nhưng mà tôi nghĩ là gọi là loài người, nhưng mà chắc lúc đó không biết là được chừng độ vài trăm ngàn không? Tôi ví dụ như vậy, tại vì mới mà, có thể là hay là 1 triệu tôi cũng không biết đó. Thì bây giờ đó, nói chuyện là về lịch sử đó, ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó họ mới khám phá ra, họ tìm thấy cái tông tích cái chiếc chiếc tàu đó, nó tiếng Anh gọi là cái ark, ARK, lạ lắm. Và tất cả cái câu chuyện đó là có về sau đó, khi ba người con đó gọi là của ông là dòng giống của ông Noe đó, một ông tên là Sem, một ông là Hem, một ông là Sa Phát đấy, thì tức cười lắm. Có một cái anh chàng đó, khi mà thấy ông Noe đã biết gọi là trồng nho đó để làm rượu rồi tế lễ Chúa đó, thì ông uống say quá rồi ông bị không có mặc quần áo, rồi có một một anh chàng chế nhạo bố, cho nên bị Chúa tạm gọi như là trút dữ, tức là bất hiếu, là bất hiếu. Thì còn có một cái người con là anh cả đó là Sem. Thì bây giờ những người Do Thái dòng giống trở lại, tức là người ta gọi là thuộc dòng Semitic, mà người Đức nó là anti-Semitic, tức là nó ghét người Do Thái, đại khái Tức vậy. là thời Hitler đó ghét Thời người Do Thái Hitler là Sem, tức là giết. cái dòng người Do Thái là bắt đầu từ anh Sem, là Anh con Sem trai tức trưởng của là ông Noe. quan trai trưởng đó. Thì Tức là là thời Noe là sau thời Abraham hay trước không, nhỉ? Abraham thì sau này chứ. Trước sau nữa. Abraham tức là khi mà sinh sôi nảy nở đi ra về phía vùng Lưỡng Hà rồi vùng Iraq, Iran đây vân vân đó. Thì lúc đó Chúa mới gọi, bắt đầu là bố của Abraham, xong rồi di cư lên phía Bắc, tới xong là lại gọi Abraham chính thức bỏ ra tất cả nhà cửa để đi đến đất hứa. Abraham đó. Thì cái câu chuyện lúc nãy chúng ta nói về Chúa thử, bây giờ là Chúa phạt. Thực sự thì đọc Cựu Ước đó, quý vị cũng như là anh Tuấn sẽ thấy đó, cái thời đó cái gọi là cái não trạng của người Do Thái, của người dân Chúa đó, nó giống con nít ấy. Thì phải đánh, phải phạt, phải thử thách nhiều đó. Còn về sau này Chúa dùng tình yêu của Chúa Cha với Chúa Giêsu đó, thì nó bớt cái chuyện phạt tại chỗ. Tuy nhiên mà cẩn thận, không không biết thì phạt đời sau thì nguy hiểm hơn, thà là phạt đời này còn đỡ đó. Đó là cái câu chuyện mà thử thách và trừng phạt. Một một khía cạnh nào đó, cha có thấy là Chúa cũng ích kỷ không thưa cha? Tại vì Chúa thấy dân của Chúa không nghe lời Chúa, xong rồi Chúa giận. Không thì thực sự phải nói thật là Chúa nói với dân Do Thái rằng là ta là Chúa hay ghen, rõ ràng trong Kinh Thánh đó. Chúa không có cho phép đã được Chúa thế này mà lại còn đi thờ những cái thần nọ thần kia. Thì mình dùng cái chữ ghen theo cái vẻ như là hơi xấu, nhưng mà là như thế mới là trúng, phải không? Còn bảo Chúa ích kỷ thì đúng là cái chuyện mà theo cái nghĩa thì nói nôm na như Nôm vậy na thôi, nói xoài. nhưng mà đúng ra là Chúa là phải thế này, phải thế này, không không được là Chúa phạt thôi. Cảm ơn cha. Thời giờ đã hết cho nên qua rất là nhanh thưa cha.
Cho nên cảm ơn cha đã đến với chúng con hôm nay. Và màu xin, quá hả? Dạ, xin cha gửi lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Tuấn. Xin dạ. chúc chúc lành cho mọi người. Dạ, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới.